Vâng, ngài có thể chỉ cho con những luật khác. Ta đã chỉ cho con nhiều lần rồi, rất nhiều lần từ khai thiên lập địa, ta đã gửi tới hết vị sư này đến vị sư khác, nhưng con không chịu nghe, lại còn sát hại họ nữa. Nhưng tại sao chúng con lại làm thế? Tại sao chúng con lại làm nhục hay giết họ? Tại sao? Bởi vì họ chống lại mọi tư tưởng của con chối bỏ Thượng Đế, và con cũng phải chối bỏ ta nếu con từ chối bỏ mình. Tại sao con lại muốn chối bỏ ngài hay con? Vì con sợ. Có lẽ những lời hứa của ta quá tốt đẹp để có thể tin là sự thật. Vì thiếu niềm tin nên con tự thu mình thành những tinh linh bám víu vào sợ hãi, sống trong lo sợ. Đáng lẽ ra nên sống trong tình yêu, quyền năng và dung thứ. Con sống trong sợ hãi, và cái sợ hãi lớn nhất của con là lời hứa cao cả nhất của ta, có thể là sự lường gạt lớn nhất trên trời đối với con. Con cho rằng những lời hứa của Thượng Đế đem lại quyền năng và tình yêu cho con phải là lời dối gạt giả tạo của ác quỷ. Con nghĩ rằng Thượng Đế không bao giờ có lời hứa tốt như vậy, chỉ có ác quỷ mà thôi. Ác quỷ dùng lời hứa tốt đẹp đó để lôi cuốn con chối bỏ bản chất thật của Thượng Đế, một đấng thật đáng sợ, phê phán, ganh ghét, thù hận hay trừng phạt. Tức con đã gắn những tính chất ác quỷ cho Thượng Đế để tự thuyết phục mình đừng chấp nhận những lời hứa tốt đẹp của đấng sáng tạo. Thượng Đế của bản ngã đó là sức mạnh của sợ hãi. Con đang cố gắng tổng cái sợ hãi đi. Ngài có thể nêu lại cho con thêm về các luật. Luật thứ nhất, con có thể hiện hữu, làm hay bất cứ gì con có thể tưởng tượng được. Luật thứ hai, con thu hút những gì con sợ. Tại sao lại vậy? Tình cảm là một quyền năng nó thu hút. Cái mà con sợ nhiều, con sẽ kinh nghiệm nó. Một con vật, con cho là ở một đời sống thấp hơn, nhưng con vật hành động liêm chính và tốt hơn con người, biết ngay tức khắc con sợ nó. Tình cảm là năng lực đang chuyển động. Khi con chuyển động đủ năng lực, con đã tạo ra vật chất. Nếu con vận dụng năng lực đủ lâu theo một cách nào đó, con sẽ tạo ra vật chất. Tất cả các vị sư đều hiểu luật này. Đó là sự biến chất của toàn vũ trụ, đó là bí quyết của đời sống. Tư tưởng là năng lực thanh tịnh. Tất cả tư tưởng con đã có, đang có và sẽ có đều sáng tạo. Năng lực của tư tưởng không bao giờ chết đi. Nó rời khỏi con và đi vào vũ trụ, tỏa ra mãi mãi. Một tư tưởng là vĩnh cửu. Tất cả những tư tưởng gặp nhau, chéo qua chéo lại, tụ lại thành một khối năng lực phức tạp, thật đẹp và không bao giờ thay đổi. Những năng lực giống nhau, thu hút nhau. Cứ như vậy, năng lực đủ lớn để tạo thành vật chất, tức là vật chất được hình thành từ năng lực thanh tịnh. Khi năng lực tạo thành vật chất, sẽ ở trong thế giới thời gian rất lâu dài. Tuy nhiên, vật chất này sẽ bị phá vỡ nếu có những năng lực khác chống lại. Khi bị phá vỡ, vật chất sẽ phóng ra năng lực thô đã tạo thành nó. Như vậy, con sẽ hiểu thêm câu: khi có hai hay nhiều người họp lại, nhân dân ta có công dụng như thế nào? Nếu cả xã hội cùng nghĩ theo một hướng, sẽ tạo ra những việc kỳ lạ. Giả như một xã hội luôn luôn sống trong sợ hãi, sẽ không thể tránh được sản xuất ra những hình thể có thể làm sợ hãi nhiều nhất. Cùng vậy, những cộng đồng hay giáo đoàn lớn thường có sức mạnh tạo ra những phép huyền diệu nhờ vào tư tưởng kết hợp gọi là đồng cầu nguyện. Cần nói thêm, ngay cả những cá nhân, nếu tư tưởng của họ cầu nguyện, hy vọng, ước mong, mộng mơ, sợ hãi, mạnh một cách kỳ lạ sẽ tạo ra những kết quả đó. Jesus đã từng làm những việc đó. Jesus hiểu cách vận dụng năng lực và vật chất, cách sắp xếp chúng lại, cách phân phối và kiểm soát chúng. Nhiều vị sư đã biết điều này.
Con cũng có thể biết điều này ngay bây giờ. Đó là cái việc Adam và Eva cùng tham dự. Trước khi hai người đó hiểu được điều này, chẳng có gì có thể gọi là cuộc đời như con biết hiện nay. Adam và Eva được coi như những người nam và người nữ đầu tiên, là cha và mẹ của kinh nghiệm của con. Thật ra sự sa ngã của Adam lại làm cho nhân loại hết cô đơn, vì nếu không có sự kiện đó, thế giới tương đối này sẽ không hiện hữu. Hành động Adam và Eva xưa kia không phải là một tội lỗi nguyên thủy, mà thực ra lại là khoái lạc đầu tiên. Từ đáy lòng con phải cảm tạ họ, vì là người đầu tiên chọn lựa sai. Adam và Eva đã sinh ra khả năng có thể làm bất cứ lựa chọn nào. Trong thần thoại, con đã buộc tội Eva rất xấu, đã làm duyên dáng để cảm dỗ Adam ăn quả táo để biết thiện và ác. Từ đó, con đặt ra những chuyện nam nữ sa ngã và quan niệm không đúng về tình dục. Điều con sợ nhất sẽ gây ra tai họa cho con nhiều nhất. Sợ hãi sẽ làm cho con như một khối nam châm thu hút sắc. Tất cả thánh kinh của con đều nói rõ ràng. Đừng sợ. Con tưởng đây là một ngẫu nhiên sao? Những luật thật đơn giản. Một, tư tưởng là sáng tạo. Hai, sợ hãi thu hút năng lực đồng tính. Ba, chỉ có tình yêu. Làm sao chỉ có tình yêu nếu sợ hãi thu hút năng lực đồng tính? Tình yêu là thực tế tối hậu. Chỉ có nó là tất cả. Cảm thấy tình yêu là kinh nghiệm về Thượng Đế của con. Thượng Đế tương đối đã được tạo ra để ta có thể kinh nghiệm chính ta. Theo đó, thế giới tương đối được tạo ra để ta và con từ biệt chúng ta bằng kinh nghiệm. Từ đó, Thượng Đế cũng đã trù liều tạo ra thêm gì nữa khác với chính Ngài. Mặc dù theo đúng nghĩa, điều này bất khả vì Thượng Đế gồm tất cả những gì hiện là. Khi tạo thêm gì nữa, ta đã sản xuất ra một môi trường trong đó con có thể lựa chọn là Thượng Đế, chứ không phải được bảo rằng con là Thượng Đế. Môi trường trong đó con có thể kinh nghiệm Thượng Đế như một hành động sáng tạo, chứ không phải một khái niệm. Trong đó, cái đèn cây nhỏ bé trước mặt trời, cái linh hồn nhỏ bé nhất, có thể biết được nó là ánh sáng. Sợ hãi là đầu kia của tình yêu. Đó là cái phân cực khởi thủy khi tạo ra thế giới tương đối. Trước hết, ta đã tạo ra cả đối nghịch với chính ta. Trong thế giới hiện hữu chỉ có hai tư tưởng: sợ hãi và tình yêu. Tư tưởng bắt đầu, từ đầu sẽ sinh ra vật chất. Từ đó, những vị sư đã từng đi qua hành tinh này đã khám phá ra cả bí mật của thế giới tương đối và không chấp nhận tính thực tế của nó. Tóm lại, những vị sư chỉ lựa chọn tình yêu trong mọi lúc, trong mọi thời, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi họ bị đàn áp hay hành hình. Điều này rất khó hiểu cho con, nói gương còn khó hơn nữa. Thượng Đế đã dùng đủ mọi cách để phô bày chân lý của Ngài cho con qua rất nhiều thời đại với nhiều hình ảnh, hành động, ngôn từ, sự kiện, sách báo v.v. Trong mọi lúc, nhưng con đã không nghe. Đến bây giờ, nơi cuốn sách này, con lại hỏi Thượng Đế về những vấn đề này nữa. Câu hỏi này ta đã trả lời biết bao nhiêu lần trong bao nhiêu cách qua biết bao nhiêu thời đại. Tuy nhiên, ta vẫn trả lời cho con ngay bây giờ trong cuốn sách này. Con nghĩ rằng cái gì đã đưa con đến tài liệu này? Tại sao con đang cầm cuốn sách này trên tay? Con tưởng rằng ta không biết ta đang làm gì sao? Không có sự trùng hợp trong vũ trụ. Thật ra ta đã nghe tiếng khóc trong tim của con. Ta đã thấy linh hồn con đang tìm kiếm gì. Ta biết con đã ao ước chân lý biết bao. Trong đau khổ và sung sướng, con đã tìm kiếm và khẩn cầu ta. Vì thế, nơi đây, ta đang làm việc đó bằng những lời rõ ràng
tới mức con không thể hiểu lầm, bằng ngôn từ đơn giản tới mức con không thể nhầm lẫn, bằng văn từ thông dụng tới mức con không thể không hiểu. Như vậy, hãy hỏi ta tất cả những gì con muốn, ta sẽ trả lời tất cả cho con. Nên nhớ, cuốn sách không phải phương tiện độc nhất trả lời câu hỏi cho con. Hãy quan sát sự kỳ diệu của thiên nhiên và những sự kiện chung quanh con. Ta đã gửi những truyền thông này cho con nếu con lắng tai nghe ta. Ta sẽ tới với con nếu con mời ta để con hiểu rằng ta vẫn luôn ở đây, luôn luôn. Xin Ngài hãy chỉ đường cho con. Con đã dành cả cuộc đời để đi tìm con đường tới Thượng Đế. Ta biết và nay đã tìm được. Con không thể tin được. Có vẻ như Ngài ngồi đây và viết những hàng này cho con. Ngài đang làm như vậy. Chuyện này chẳng có vẻ gì giống như truyền thông với Thượng Đế. Con muốn có kèn và trống sao để ta coi có thể nào dàn xếp được không. Con sợ rằng cũng có những kẻ gọi cuốn sách này là phi lý vô bổ. Nếu con nghĩ rằng Thượng Đế chỉ có thể biểu lộ một cách độc nhất trong đời sống con thì rất nguy hiểm. Nó làm cho con ngừng nhìn Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Nếu nghĩ rằng Thượng Đế chỉ có một tường hình, một lối nói, một hành động thì con sẽ không thấy được ta. Con sẽ dùng cả cuộc đời đi tìm Thượng Đế nhưng không thấy được, vì con cứ đi tìm bà trong khi Thượng Đế là ông. Đã có lời nói rằng nếu con không thấy Thượng Đế ở cả nơi trần tục lẫn nơi cao thâm, con đã thiếu một nửa. Đó là một chân lý vĩ đại. Thượng Đế ở tất cả mọi nơi, buồn rầu, cười vui, chua chát và ngọt ngào. Ngày xưa đã có lần con viết cuốn sách Thượng Đế là một bánh sandwich nhồi xúc xích Ý salami. Cuốn sách này cực hay, ta đã gửi hứng cho con nhưng tại sao rồi lại không viết? Nó có vẻ như nhào bạn hay phàm thường một cách khủng khiếp. Con nói phàm thường một cách khủng khiếp. Từ đâu tạo cho người cái ý niệm Thượng Đế chỉ là tôn quý, Thượng Đế là cái cao và cái thấp, cái nóng và cái lạnh, cái phải và cái trái, cái tôn quý và cái bất kính. Con tưởng rằng Thượng Đế không cười được sao? Con tưởng rằng ta không khỏi một duyên hài hước sao? Kiến thức con tưởng rằng ta không có đùa giỡn hài hước. Ta nói thật, Thượng Đế sáng chế ra hài hước. Khi nói với ta, con phải nói với giọng quỳ lùi sao? Có phải tiếng lóng và những lời thô tục là ngoài phạm vi hiểu biết của ta? Con có thể nói với ta như nói với những người bạn thân nhất của con. Con tưởng rằng có những hành động, hoàn cảnh, âm thanh mà ta chưa từng biết hay từng nghe sao? Con nghĩ rằng ta ghét thứ này và thích thứ kia sao? Ta bảo thật, ta không ghét gì cả, không có gì làm ta ghê gớm. Đó là đời sống là một món quà tặng, là một kho tàng không thể mô tả được, là cái thiêng liêng trong những cái thiêng liêng. Ta là đời sống vì bản chất của ta là đời sống. Toàn thể vũ trụ đều có thiên mệnh, không có gì hiện hữu mà không có một lý do đã được Thượng Đế hiểu và chấp nhận. Làm sao có thể thế được? Vậy cái ác mà con người đã tạo ra thì sao? Bất kể vật gì, tư tưởng nào, biến cố và kinh nghiệm ra sao đều nằm trong kế hoạch của Thượng Đế. Thượng Đế cho con được tạo ra bất kể vật gì, tư tưởng nào, biến cố và kinh nghiệm ra sao đều nằm trong kế hoạch của Thượng Đế. Thượng Đế cho con được tạo ra bất cứ gì, tất cả mọi thứ, tất cả những gì con muốn. Trong cái tự do này tiềm ẩn cả kinh nghiệm Thượng Đế là Thượng Đế. Từ đó ta đã tạo ra con và cả cuộc đời. Cái mà con gọi ác, ta cũng yêu nó, vì qua nó con mới biết được thiện. Qua ác quỷ con mới biết được Thượng Đế. Ta không yêu tốt nhiều hơn xấu. Hitler đã lên trời. Khi con hiểu được điều này, con sẽ hiểu được Thượng Đế.
Nhưng con đã được giáo huấn để tin rằng có hiện hữu tốt và xấu, rằng đúng và sai là đối nghịch, rằng có điều ok không alright, không thể chấp nhận dưới nhãn quan của Thượng Đế. Tất cả mọi vật đều có thể chấp nhận được dưới mắt của Thượng Đế, bởi lẽ làm sao Thượng Đế có thể không chấp nhận cái hiện là? Loại bỏ một vật là phủ nhận nó hiện hữu. Cho rằng không ok, tức nói nó không phải một phần của ta, và điều này thì bất khả. Tuy vậy, con hãy cứ giữ lấy những tin tưởng và hãy trung thành với những giá trị của con. Những giá trị này có thể do cha mẹ con truyền lại kinh nghiệm cho con. Tuy nhiên, hãy khảo sát chúng từng cái một. Có từng sự việc một, giống như đừng tháo gỡ cả cái nhà mà hãy thay thế từng viên gạch đã bị bể không còn giữ được cấu trúc nhà nữa. Những ý niệm về đúng hay sai của con chỉ là những ý niệm, chúng là những tư tưởng tạo ra hình thể và bản chất con là ai. Chỉ có một lý do độc nhất để thay đổi bất cứ một gì. Chỉ có một mục tiêu độc nhất khi sửa đổi, đó là khi con không thỏa mãn với con là ai. Chỉ có con mới biết được con có vui sướng không. Chỉ có con mới có thể nói về cuộc đời. Đây là những sáng tạo, con của ta, ta rất thích nó. Nếu những giá trị phục vụ cho con, hãy giữ lấy nó. Hãy tranh đấu và tranh luận bảo vệ chúng. Nên nhớ, hãy tranh đấu bằng cách nào để không làm hại một ai. Làm hại không phải phương thuốc để chữa lành. Ngài nói là hãy giữ những giá trị của con. Và lại cùng nói những giá trị của chúng con đều sai. Xin giải thích giúp con. Ta chưa từng nói những giá trị của con là sai, hay cũng chẳng công nhận chúng đúng. Tất cả chỉ là những phê phán. Phần lớn những định giá phê phán không phải do con quyết định. Nó tới từ một nguồn khác, có thể do ảnh hưởng của cha mẹ, thầy cô, sử gia, chính trị gia, vân vân. Phải có chừng những định kiến phê phán về giá trị của con dựa vào kinh nghiệm của người khác. Nếu có một gì có thể gọi là tội thì chính đó là một tội. Để cho chính mình trở thành hiền như bây giờ do kinh nghiệm của những kẻ khác, đó là tội mà con đã phạm. Tất cả con không dựa vào kinh nghiệm của chính mình, nhưng chấp nhận kinh nghiệm người khác như là phúc âm. Đến khi gặp kinh nghiệm thật của chính mình, con lại bỏ đi và chấp nhận kinh nghiệm của người khác. Nếu con đừng làm thế, con đã có một kinh nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Một kinh nghiệm có thể làm cho vị thầy đầu tiên hoặc nguồn gốc thành ra sai. Trong hầu hết các trường hợp, con không muốn để cho cha mẹ, thầy cô, tôn giáo, tập quán, sách thánh kinh là sai. Nên con chối bỏ kinh nghiệm của chính mình để thiên về điều con đã được chỉ phải suy nghĩ như vậy là đúng. Ta chứng minh điều này thật dễ đối với dục tính của con người. Mọi người đều biết về dục tính là kinh nghiệm độc nhất về tình yêu cao nhất, kích thích nhất, mạnh mẽ nhất, hồ hởi nhất, tân tạo nhất, tăng cường nhất, khẳng định nhất, thân mật nhất, hợp nhất nhất, là kinh nghiệm thể chất tái tạo nhất mà con người có khả năng thực hiện. Sau khi phát giác như vậy bằng kinh nghiệm, con lại chấp nhận những định kiến, phê phán, ý kiến quan điểm dục tính của những người khác. Những quan điểm phê phán, ý kiến này đã đi ngược lại kinh nghiệm của chính con. Nhưng vì con sợ phải cho thầy, cô giáo là người sai, nên con tự thuyết phục mình rằng kinh nghiệm của mình sai. Kết quả con đã không cảm nhận được sự thật của vấn đề với những hậu quả nghiêm trọng. Đối với tiền bạc, con suy luận cũng thế. Con cảm thấy khoái khi nhận tiền cũng như tiêu tiền. Điều này chẳng có gì xấu, ác hay sai trái cả.
Nhưng con lại dựa vào kinh nghiệm của kẻ khác cho rằng tiền bạc là xấu xa. Khi chấp nhận chân lý này, con tạo ra những tư tưởng đẩy tiền bạc ra xa vì cho rằng tiền bạc, thu hút tiền bạc là điều xấu xa không tốt. Thật kỳ lạ, con cũng đã tạo ra một mâu thuẫn như vậy đối với Thượng Đế. Kinh nghiệm cho con biết Thượng Đế rất tốt, rất yêu thương, nhưng thầy cô những người khác cho rằng phải sợ Thượng Đế. Vì Thượng Đế rất công bằng, con phải run sợ trước mặt Thượng Đế. Con sẽ khốn khổ khi đối diện công lý của Chúa. Do đó, con phải vâng theo những giới răn của Thượng Đế. Con được dạy rằng Thượng Đế giàu lòng từ bi và tha thứ. Tuy nhiên, nếu con không xin tha thứ theo đúng kiểu hay con không tới đúng lỗi của Thượng Đế, lời cầu xin của con sẽ không được nghe, tiếng khóc của con sẽ không được lưu ý tới. Thành ra phần lớn con dành hết cả tuổi trưởng thành để đi tìm cái kiểu cách đúng, để hành lễ, để tuân theo và để phục vụ Thượng Đế. Điều buồn cười trong mọi chuyện này là ta không muốn các người lễ bái, ta không cần con tuân theo và con khỏi cần phục vụ ta. Đó là những hành động của các vị vua chúa vị kỷ thời xa xưa đòi hỏi thần dân phải phục vụ họ. Đó không phải là những đòi hỏi nhu cầu ước mong của Thượng Đế. Thiên liêng không có nhu cầu tất cả hiền như là đúng vậy. Tất cả gì hiền như, theo định nghĩa, thiên liêng không muộn hay không thiếu gì cả. Chương 2. Nếu con đặt tròn lừa để tin một Thượng Đế, có thể cần gì đó và trừng phạt những ai không dâng cho mình những nhu cầu. Con đã tin một Thượng Đế bé nhỏ hơn ta. Không hỡi con, một lần nữa hãy để ta trấn an con bằng văn bản này. Ta không có nhu cầu, ta không đòi hỏi gì hết. Nói như vậy không có nghĩa là ta không có ước mong. Ước mong và nhu cầu không phải là cùng một loài. Phần đông con đã coi hai thứ là một trong đời sống hiện tại. Ước mong là khởi đầu của sáng tạo. Đó là tư tưởng đầu tiên, một cảm xúc lớn trong linh hồn. Sau đó, Thượng Đế chọn lựa nên sáng tạo gì tiếp theo và ước mong của Thượng Đế là gì? Trước hết, ta ước mong được biết và kinh nghiệm chính ta trong tất cả huy hoàng của ta để ta biết ta là ai. Trước khi ta sáng tạo ra con và thế giới vũ trụ, ta không biết và kinh nghiệm điều đó. Thứ hai, ta ước mong con sẽ biết và kinh nghiệm con thực sự là ai. Nhờ vào quyền năng, ta đã trao cho con để sáng tạo và kinh nghiệm chính con bằng cách nào do con lựa chọn. Thứ ba, ta ước mong cho toàn bộ tiến trình đời sống là một kinh nghiệm vui thú không bao giờ dứt. Sáng tạo liên tục phát triển vô tận và thành đạt hoàn hảo trong mỗi thời gian hiện tại. Thứ tư, ta đã đặt ra một hệ thống hoàn hảo để nhờ đó các ước mong kia có thể thực hiện được. Hiện nay chúng đương được thực hiện ngay trong khoảnh khắc này. Sự thật khác biệt giữa ta và con là ta biết điều đó. Thứ năm, vào lúc con biết tất cả thời gian xảy ra chuyện này, nơi con có thể vào bất kỳ lúc nào, con cũng sẽ cảm nhận được như ta đã cảm nhận, luôn luôn, mãi mãi, hoàn toàn vui thú, hoàn toàn yêu thương, hoàn toàn tiếp nhận, hoàn toàn chúc lành và hoàn toàn biết ơn. Đây là năm thái độ của Thượng Đế. Ta sẽ chỉ cho con biết cách áp dụng thế nào trong đời sống con để tiến đến Thượng Đế tính. Đời con không hoàn hảo, gồm toàn bất hảo. Con ước ao với tất cả lòng thành sửa được những bất hảo đó. Con ân hận những hành động sai trái, sa ngã của con. Chính vì con không tự tìm được giải pháp nên con chạy đến Ngài. Ta vui mừng vì con đã tới ta. Lúc nào ta cũng ở đây để giúp con. Bây giờ ta ở đây, đây. Con khỏi cần tự mình tìm những giải đáp. Như vậy chuyện này có vẻ quá ư dễ dàng. Cứ việc ngồi đây nói chuyện với Ngài. Ngay cả
Cả đến việc tưởng tượng thượng đế đang trả lời con như vậy có phải điên rồ không thưa ngài? Ta hiểu, những tác giả của thánh kinh xưa kia đều bình thường, còn người thì điên rồ. Những người viết ra thánh kinh đều đã chứng kiến cuộc đời của Chúa Jesus và đã ghi lại trung thành những điều mắt thấy tai nghe. Nói chật rồi, cần sửa lại. Phần lớn những người viết Tân Ước chưa từng bao giờ gặp hoặc nhìn thấy Chúa Jesus trong suốt cuộc đời họ. Họ sống nhiều năm sau khi Chúa Jesus đã giả biệt trái đất. Nếu có gặp Jesus thành Nazareth ngoài đường phố, họ cũng sẽ chẳng nhận ra được ngài. Ồ, như vậy nghĩa là thế nào? Những người viết ra thánh kinh xưa kia là những sử gia giỏi và rất sùng tín. Họ dùng những truyền đã được truyền khẩu để viết lại thánh kinh. Thêm vào đó, những giáo hội bấy giờ cũng ảnh hưởng rất nhiều trong việc thêm bớt về thánh kinh. Ngay cả mấy trăm năm sau, khi văn bản gốc sắp sửa được viết ra, một lần nữa hội đồng tối cao của giáo hội còn quyết định những học thuyết nào và sự thật nào nên tiết lộ cho giáo dân. Đồng thời cũng có những thánh kinh khác nữa viết ra bởi những cảm hứng của những người rất bình thường, điên khùng giống như con chẳng hạn. Có phải ngài ngụ ý rằng những văn bản này cũng có thể trở thành kinh thánh sau này? Con ơi, bất cứ gì trong đời sống cũng linh thiêng. Không, ta không hàm ý văn bản này lúc nào đó sẽ trở thành thánh kinh. Ít ra cũng vài trăm năm nữa, hoặc cho đến khi ngôn ngữ trở thành vô dụng. Con thấy đó, ngôn ngữ rất bị giới hạn. Người ta sẽ cho rằng nếu quả thật thường để nói chuyện trực tiếp với con, không lẽ thường để giọng lão hàng xóm kế bên nhà, đáng lẽ phải có một chút trình trọng thần thánh để có hơi hướng của thượng đế chớ? Tại sao con lại nghĩ rằng thật là điên rồ khi có thể đối thoại với thượng đế? Con không tin ở cầu nguyện sao? Có chớ những chuyện đó khác. Cầu nguyện đối với con xưa nay vẫn chỉ có một chiều, con cầu và thượng đế vẫn bất đồng. Thượng đế chẳng bao giờ đáp lại một lời cầu nguyện sao? Ồ, có chớ, nhưng không bao giờ được bằng lời. Ngài thầy đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời và con rất cần giải đáp, lời giải đáp. Nhưng thường để chưa từng bao giờ nói với con. Ta hiểu rồi, nghĩa là thường để có thể làm đủ mọi chuyện, nhưng chỉ không nói được thôi. Đương nhiên thường để có thể nói được nếu ngài muốn, nhưng khó có khả năng thường để muốn nói chuyện với con. Đây là gốc rễ của mọi vấn đề con kinh nghiệm trong đời sống. Con tự coi là không xứng đáng cho thượng đế nói. Làm sao con có thể hy vọng nghe được lời ta nếu con nghĩ rằng mình không xứng đáng cho thượng đế nói? Ta nói điều này cho con rõ. Ta đang làm một việc kỳ diệu vì không những ta đang nói chuyện với con, mà ta đang nói với tất cả những ai cầm cuốn sách này trong tay và đang đọc những hàng chữ này. Ta đang nói với mỗi người ngay lúc này. Ta biết mỗi người đó là ai và ai sẽ tìm đến những dòng chữ này. Ta cũng biết rằng những truyền thông này một số người có khả năng nghe được, một số khác có nghe nhưng không hiểu được. À, chuyện này đưa tới chuyện khác. Con đã nghĩ tới việc đem ẩn hành tài liệu này trong khi đang được viết. Ừ, có chuyện gì là xấu trong đó? Có người sẽ cho rằng con phìa ra chuyện để cầu lời chăng, làm cho mọi người đều nghi ngờ chăng? Có phải động cơ của người viết gì đó để kiếm thật nhiều tiền không? Không, không phải thế. Con đã bắt đầu ghi cuộc đối thoại này với những câu hỏi mong đợi được biết bao trong 30 năm để mong cầu trả lời dường nào. Con có ý sẽ đưa tất cả thành cuốn sách xuất hiện sau này. Ý đó là từ ta, từ ngài, phải. Con nghĩ rằng ta sẽ để tất cả những câu hỏi và trả lời kỳ diệu này bị bỏ phí đi sao? Có phải vậy không?
Con chưa nghĩ đến điều đó. Lúc đầu con chỉ muốn những câu hỏi được trả lời. Con chỉ muốn sự thất vọng của con chấm dứt và sự tìm kiếm của con kết thúc. Tốt, vậy hãy ngừng chất vấn những động cơ của con và hãy bắt tay vào việc. Chương 3. Thật sự con có hàng trăm câu hỏi, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ lập một bảng những câu hỏi ngay bây giờ trong lòng mình. Được rồi, nhiều câu hỏi có vẻ tầm thường quá. Xin ngài đừng cười. Hãy ngưng tự phê phán mình đi. Cứ ghi đi. Vâng, đây là những câu hỏi mới nảy ra trong đầu con. 1. Khi nào đời con sẽ lên hương? Cần phải làm gì cho các đầu mối ăn khớp với nhau? Rồi có bao giờ con hết đấu tranh không? 2. Khi nào con có đủ kinh nghiệm để có thể có được những cuộc giao tiếp thuận lợi? Có cách nào để được hạnh phúc trong những giao tiếp không? Có phải những cuộc giao tiếp thường gây ra thách thức không? 3. Hình như con không bao giờ thu đủ tiền bạc trong đời. Có phải số phận con cứ phải chắt bóp từng xu cho đến hết đời sao? Có cái gì đó ngăn chặn khả năng con thành tựu trong vấn đề này? 4. Tại sao con không làm được chuyện con muốn làm mà vẫn kiếm được đủ sống? 5. Làm sao giải quyết được vấn đề sức khỏe của con? Con đã bị nhiều thứ rồi, lại bị thêm về sức khỏe, làm sao chịu nổi? 6. Bài học về nghề nghiệp bảo con phải học ở đây ra sao? Con cần phải nắm vững những gì? 7. Có luân hồi không? Con đã sống bao nhiêu kiếp rồi? Trong những kiếp đã qua này con là gì? Nợ tiền kiếp có phải là một thực tế không? 8. Đôi lúc con cảm thấy có khả năng linh thị. Khả năng linh thị này có thực hay không? Con thực có khả năng đó không? Những người tự xưng có khả năng linh thị có móc nối với ác quỷ không? 9. Vừa làm điều thiện vừa lành bệnh để kiếm được nhiều tiền có đúng không? Hay hai chuyện này không thể đi đôi với nhau được? 10. Sách có được không? Kỳ lạ, phía sau kinh nghiệm này là gì? Có phải sách chỉ để sinh con đẻ cái như một số tôn giả thường nói? Có phải muốn thành thiền hay giác ngộ phải chối bỏ hay chuyển hóa năng lực dục tính? Làm sách không có tình yêu có được không? Chỉ có cảm giác thể xác có được không? 11. Tại sao ngài làm cho sếp như một kinh nghiệm khoái tỷ như vậy, sung sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng chúng con cứ phải tránh xa nó càng nhiều càng tốt? Có gì không ổn trong chuyện này? 12. Có đời sống nơi các hành tinh khác không? Có bao giờ họ tới thăm trái đất không? Hiện nay chúng con có bị quan sát không? Có một đời sống ngoài trái đất không? Có thượng đế của đời sống đó không? Ngài có phải là thượng đế của tất cả vũ trụ không? 13. Những hành tinh khác có xâm chiếm địa cầu không? Có bao giờ thượng đế hiện ra cho con người của trái đất thấy được như đã hứa không? Có gì sẽ xảy ra như nhập thể lần thứ hai không? Liệu có sự tận diệt thế giới không? Có một tôn giáo chân thật không? Nếu có thì tôn giáo nào? Đây là một số câu hỏi của con. Còn nhiều câu khác nữa giống như ngỡ ngàng. Xin ngài cố giải thích cho con. Tốt. Đừng xin lỗi về những câu hỏi này, vì nó đã có biết bao lâu rồi. Nếu các câu hỏi đó quá ngỡ ngàng sẽ không được đặt ra hoài hoài. Nay ta trả lời từng câu hỏi một. Ta đã đặt ra những luật trong vũ trụ để con có thể sáng tạo đúng như con đã lựa chọn. Không thể nào vi phạm những luật này, cũng không phớt lờ chúng. Ngay bây giờ con đang theo các luật đó. Ngay cả lúc đang đọc những văn bản này, con không thể không theo luật, bởi vì chúng là đường lối hoạt động của vạn vật. Con không thể bước né sang một bên. Con không thể tạo tác ngoài chúng.
Mỗi giây phút trong cuộc đời con đã hoạt động trong vạn vật và tất cả những gì kinh nghiệm con đã sáng tạo ra như vậy. Con đồng hồi đồng thuyền với Thượng Đế và chúng ta có cùng một thỏa ước vĩnh cửu. Lời hứa của ta đối với con là mãi mãi trao cho con cái mà con cầu. Cầu là hiểu tiến trình của sự cầu sẽ được đáp ứng. Ta đã giải thích tiến trình này cho con rồi, ta sẽ nói thêm để cho con hiểu cho rõ ràng. Con là một hiện hữu gồm 3 phần: thân thể, tâm và tinh thần. Con cũng có thể gọi là cái thể chất, cái vô thể chất và cái siêu hình. Đó là 3 ngôi một thể linh thiêng và còn nhiều tên khác nữa. Con là gì? Ta là cái đó. Ta hiện hiện là 3 trong 1. Một số nhà thần học đã gọi đó là cha, con và thánh thần hay thánh linh. Những triết gia gọi đó là cái ID, cái ego và cái super ego. Khoa học gọi đó là năng lực vật chất và phản vật chất. Những thi sĩ gọi đó là trí, tâm và hồn. Các tư tưởng thời đại gọi là thể xác, tâm và trí tuệ. Thời gian của con được chia ra thành quá khứ, hiện tại và tương lai. Có thể đó cũng là tiềm thức, ý thức và siêu ý thức. Không gian cũng vậy, được chia thành chỗ này, chỗ kia và khoảng giữa. Khi cần định nghĩa hay mô tả khoảng giữa này quả thật là khó nắm bắt được. Khi con bắt đầu định nghĩa hoặc mô tả không gian thì không gian trở thành đây hay kia. Tuy vậy, ta biết khoảng giữa có hiện hữu. Đó là cái khoảng nó đặt đây và kia vào vị trí giống hệt như cái hiện tại vĩnh cửu trước và sau vào vị trí. 3 diện của con thực ra gồm 3 năng lực. Có thể gọi là tư tưởng, lời nói và hành động. Cả 3 hợp lại tạo ra kết quả. Kết quả này được gọi là cảm xúc hay kinh nghiệm của linh hồn. Khi đã biết một số cảm xúc này gọi là ký ức. Khi gặp những kỷ niệm, con cố gắng sắp xếp lại. Từ đó con sẽ nhớ lại con thực sự là ai. Tiến trình sáng tạo bắt đầu với tư tưởng một ý niệm, một khái niệm, một hình tượng. Tất cả những gì con thấy đã từng là một ý niệm của một ai đó. Không có gì hiện hữu nơi thế giới này. Không có gì hiện hữu nơi thế giới con mà chưa từng hiện hữu trước hết dưới dạng tư tưởng. Điều này đúng với vũ trụ. Tư tưởng là tầng thứ nhất của sáng tạo. Tiếp theo là lời. Bất cứ con nói gì cũng là phát biểu tư tưởng. Nó có tính cách sáng tạo và gửi năng lực sáng tạo vào vũ trụ. Lời nói có tính cách năng động hơn, có tính sáng tạo hơn tư tưởng vì nằm ở một tầng rung động khác. Lời nói có thể sửa đổi, tác động nhiều hơn. Lời nói là tầng thứ nhì của sáng tạo. Tiếp tới là hành động. Hành động có tác dụng chuyển động những lời nói và tư tưởng thành hiện thực. Tư tưởng gồm những ý niệm hợp thành, ý niệm do những năng lực tụ lại, năng lực do những nguyên tố của Thượng Đế tạo ra. Hành động được coi như Thượng Đế đang sáng tạo hết kinh nghiệm. Tư tưởng của con là con không đủ tốt, không đủ kỳ diệu, không đủ chân thiện để làm một phần của Thượng Đế. Con đã phủ nhận hay quên mất con là ai trên con đường đồng hành với Thượng Đế. Điều này không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Con không thể đòi hỏi sáng tạo kinh nghiệm của con là ai nếu con không đã là ai. Con cần phải quên đi sự liên hệ với ta thì mới kinh nghiệm đầy đủ bằng cách tạo ra nó, bằng cách kêu gọi nó. Bởi vì ước ao lớn nhất của con cũng như mong muốn lớn nhất của ta là chính con kinh nghiệm một phần của ta. Như vậy, con đang trong tiến trình kinh nghiệm bản thân mình bằng cách sáng
bằng cách tạo ra mình trong mỗi lúc, mỗi thời qua ta. Con có thấy sự đồng hành này không? Có nhận thức được những liên quan này không? Đây là một hợp tác thiêng liêng, một thông công thiêng liêng giữa ta và con. Đời sống sẽ không lên hương khi con chưa chọn như thế. Con đã chần chờ, lưỡng lự, mất nhiều cơ hội làm cho đời mình thăng hoa. Bây giờ con phải tin và sống vào lời hứa của Thượng Đế. Con là con của Thượng Đế, một phần của Thượng Đế và ngang hàng với Thượng Đế. À, đây là chỗ con bị mắc kẹt. Con có thể chấp nhận làm con của Thượng Đế, nhưng lại chùng bước khi kêu ngang hàng với Thượng Đế. Thật quá sức tưởng tượng, ngạc nhiên và kỳ diệu quá. Bởi lẽ nếu con ngang hàng với Thượng Đế, có nghĩa ta không dọn sẵn cho con điều gì cả. Tất cả mọi sự việc đều do chính con tự tạo ra. Ta nói với con điều này, tất cả những gì con nhìn thấy nơi thế giới này là hậu quả của ý niệm con về chúng. Con có muốn cho đời thực sự thăng hoa chăng? Nếu muốn, hãy thay đổi ý niệm của con về cuộc đời, về bản thân của con. Hãy dùng tư tưởng, hãy nói và hãy hành động như thường để là con. Dĩ nhiên, điều này sẽ tách rời con ra khỏi đa số quần chúng, vì họ sẽ cho rằng con điên khùng và nhào bạn con. Có thể họ sẽ hành hà và đóng đinh con vào thập giá. Sợ gì họ hành động như vậy vì lo sợ và ganh ghét chân lý của con. Chân lý của con khi được sống đơn giản sẽ cống hiến nhiều điều hay đẹp, nhiều tiện nghi, nhiều an bình, nhiều vui thú, nhiều tình yêu bản thân và tha nhân hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Khi chấp nhận chân lý này, coi như chấm dứt sợ hãi, thù hận, chiến tranh, đàn áp, bóc lột, vân vân. Vậy thì hãy sẵn sàng rời những linh hồn nhân ái. Chuẩn bị tinh thần vì con sẽ bị nhào báng, chửi rủa, hành hạ khi chấp nhận chân lý của ta, hoàn thành bản ngã. Tại sao lại phải làm như vậy? Bởi vì con sẽ không còn vương vấn gì về thế gian này, thế gian nữa. Thế giới hiện tại không đủ thỏa mãn cho con. Con sẽ tìm đến một thế giới mới, thật sự cũng chẳng cần nữa, hãy tạo ra nó. Xin Ngài chỉ cho con biết phải làm thế nào. Trước hết, hãy tìm tới cái tư tưởng cao nhất về con. Hãy tưởng tượng ra con người mà con sẽ là. Hãy tưởng tượng ra những điều con đang suy nghĩ, sẽ làm, sẽ nói, sẽ hành động với người khác. Con có thấy sự khác biệt giữa điều này với điều con đang nghĩ, đang nói, đang làm hiện nay không? Có, con thấy khác biệt rất xa. Tốt, phải như vậy. Vì hiện nay con không sống trong nhãn quan cao nhất về bản thân con. Sau khi nhìn thấy sự khác biệt giữa con hiện nay và mẫu con muốn trở thành, hãy bắt đầu thay đổi có ý thức những tư tưởng, lời nói, hành động thích ứng với cái nhãn quan cao nhất về con. Điều này đòi hỏi những cố gắng vượt bậc về phương diện thể chất cũng như tinh thần. Cũng cần phải kiểm điểm liên tục những tư tưởng, lời nói, hành động của mình, từ đó đưa đến sự nhận thức liên tục trong mỗi lựa chọn. Khi hành động lựa chọn có ý thức như vậy, con sẽ nhận thấy hơn nữa đời người con đã sống trong vô ý thức, tức là sống vô ý thức trong việc chọn lựa dựa trên tư tưởng nào, lời nói gì, hành động ra sao để tạo ra kinh nghiệm hậu quả. Ta kêu gọi con hãy chấm dứt lối sống vô ý thức đó. Đây cũng là yêu cầu linh hồn con từ khởi thủy đến nay. Lối kiểm điểm hành động này làm cho con người kiệt sức. Có thể như vậy, nhưng cần phải làm cho đến khi trở thành bản tính tự nhiên thứ hai.
Xin lỗi ngài, nếu cứ suy diễn những điều con nghĩ, nói và làm hoài có đưa đến buồn tẻ không? Không, không bao giờ. Khác nhau thì có nhưng buồn tẻ thì không. Chúa Jesus ngày xưa kia có buồn tẻ không? Phật xưa kia có buồn chán không? Người ta kéo nhau hàng đàn cầu xin trước mặt Đức Phật. Có thể kỳ lạ nhưng không vì xưa nào cảm thấy buồn tẻ nhàm chán bao giờ. Vậy thì con có muốn cho đời của mình lên hương không? Hãy bắt đầu tức khắc tưởng tượng ra cuộc đời mình muốn sẽ là như vậy và hãy chuyển mình vào đó. Hãy kiểm soát mọi tư tưởng, lời nói, hành động. Nếu thấy điều gì không phù hợp, hãy loại bỏ ngay. Khi con có những tư tưởng, lời nói hay hành động nào không phù hợp với ý niệm cao cả, con cần phải sửa chữa ngay. Điều này con đã từng nghe qua nhưng có vẻ không êm tai. Chẳng hạn như con rất đau yếu nhưng lại phủ nhận điều đó. Con đang nghèo sơ sát nhưng cứ giấu chuyện này đi. Khi con đang rối loạn tơi bời lại cứ phải tỉnh bơ. Con nghèo rất tủi ư, thì con nghèo đâu có cần gì phải giấu giếm. Không cần tạo ra bi kịch vì chuyện đó. Vấn đề chính là tư tưởng con về chuyện này. Nghèo là một tội thật đáng ghê tởm. Con không giỏi giang và thật tồi nên mới như thế. Tư tưởng con nghèo rách túi. Túi con trống rỗng không có một xu ten nào. Tư tưởng này trở thành mệnh lệnh cho con phải nghèo. Rồi hành động của con là than thân trách phận, thất vọng, suy nghĩ vẩn vơ như dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng chẳng biến đổi được gì vì số trời đã định. Điều trước tiên con phải hiểu về vũ trụ là không có điều gì tốt hay xấu hết. Vậy hãy chấm dứt những phê phán đó đi. Điều thứ hai cần thiết là tất cả các điều kiện đều nhất thời. Vũ trụ luôn luôn biến đổi, thay đổi theo hướng nào tùy thuộc tư tưởng và hành động của con. Xin lỗi ngài cho con ngắt lời ngài ở đây. Đối với những người đau ốm, có niềm tin, tư tưởng tích cực, hành động quả quyết, nhưng lại chết sau 6 tuần lễ thì sao? Làm sao giải thích hiện tượng này? Tốt, đặt câu hỏi thật hóc búa. Tốt, hắn có niềm tin dời non lấp biển nhưng lại mất sau 6 tuần. Có thể vào phục chót linh hồn nghĩ rằng đủ rồi, bây giờ mình sẵn sàng để đi tới một cuộc phiêu lưu khác. Thật sự linh hồn này có quyết định sớm hơn nhiều nhưng không nói cho con biết mà thôi. Con đã tạo ra một xã hội trong đó con người muốn chết là không đúng. Thật ra có nhiều hoàn cảnh chết còn hơn sống. Có một số bệnh nhân thường nói dối người thân rằng con không sao đâu, con cảm thấy bình thường. Nhưng khi người thân vừa ra đi, linh hồn cũng lìa khỏi thân xác người bệnh. Đối với bác sĩ, bệnh nhân chết là một thất bại. Với bạn bè hay người thân, chết là một tai họa. Chỉ có đối với linh hồn, chết là giải thoát, được phóng thích. Món quà to lớn nhất có thể đem tới cho một bệnh nhân hấp hối là để cho họ chết trong an bình. Đừng kêu gọi bệnh nhân tiếp tục chịu đau đớn và bám víu vào cuộc sống, vào sự sống. Cũng có bệnh nhân mong rằng họ sẽ sống, cầu nguyện để được sống. Nhưng khi linh hồn đổi ý, quyết định thân thể đó, thân thể chẳng có làm gì để thay đổi được. Suốt cả cuộc đời con cứ nghĩ rằng thân thể và tinh thần quan trọng. Chỉ khi chết con mới biết phần nào quan trọng và con thật sự là ai. Nhiều lúc thân thể và tâm không nghe theo lời của linh hồn. Điều khó khăn nhất cho con người là nghe theo tiếng gọi của linh hồn. Chỉ có một ít người làm được điều này. Thông thường khi linh hồn quyết định rời bỏ thân xác, thân và tâm không muốn chấm dứt sự hiện hữu nên chống lại linh hồn.
Lúc này tùy theo linh hồn muốn giả từ cuộc sống đến mức nào. Nếu chẳng có gì gấp gáp, linh hồn có thể nói: ừ, con đã thắng, ta sẽ nặng ở lại thêm chút nữa. Nhưng nếu linh hồn thấy rằng nếu ở rạng thêm không có lời cho chương trình tiến hóa, linh hồn